sao những chuyện xui xẻo có đến với mày đấy nhỉ? Tao cũng không biết nữa. Thế bây giờ phải làm thế nào? Tao cũng hết cách rồi. Tao bây giờ thì còn đang ăn bám mẹ. Còn mẹ tao nhất quyết không giúp bố tao. Cũng đúng thôi. Bây giờ mỗi người một nơi, dễ gì mà mẹ mày mang tiền cho bố mày. Mày cũng đừng buồn nữa. Mày buồn có giải quyết được việc gì đâu. Tao biết là như thế, nhưng mà tao vẫn lo chứ. Ước gì bây giờ có thật nhiều tiền. Thì người ta vẫn nói trong cái rủi sẽ có cái may. Này, mày cầm số tiền này mua mấy cái vé xổ số đi. Biết đâu lại trúng độc đắc hay sao? Thật á? Ừ. Mỗi khi mà đi đến đường cùng ý, thì tao hay chơi mấy cái trò may rủi này. Ít nhất thì bọn mình sẽ tràn đầy hy vọng cho đến khi có kết quả. Thế bình thường mày tạch hết à? Ừ. Chắc tại tao đen. Nhưng mà mày xinh hơn, biết đâu mà được thì sao? Thử đi thử, sợ gì mà không thử. Đi. Từ từ đã. Bọn mình phải làm lễ đã. Hôn tiền đi. Con về rồi à? Mẹ. Sao bảo Tú đến ăn cơm cùng cơ mà? Hôm nay Tú phải đi làm thêm, để hôm khác con rủ. Với cả đợt này con không có tâm trạng để ăn. Ôi, đến giờ rồi, mẹ đợi con một tí, rồi con ra giúp mẹ nhá. Gì thế này? Con chơi cái trò may rủi này từ bao giờ thế hả? Hả? Con...